Hello, xin chào tất cả các bạn. Và shop mơ sướng.vn đang có giảm giá 50% tại mục ắc liên quan từ tròn nhá mọi người. Và mình sẽ hướng dẫn các bạn vào phần được giảm 50% nhá. Và các bạn vào có hai phần nạp Momo được cộng 20% này. Và ắc liên quan trắng thông tin các bạn nhá, hoàn toàn trắng thông tin nhá. Nếu các bạn mua về mà không trắng thông tin thì mình sẽ đền 200% 200% số tiền các bạn bỏ vào nhá. Và các bạn có thể thấy rằng là nick thông tin trắng này, các bạn mua về đổi mật khẩu hoặc thêm số điện thoại vào nhé. Truy cập website acodgalena.com để đổi mật khẩu và thêm số điện thoại nhé. Đấy, các bạn thì nhìn thấy là nick 3.5 triệu thì bây giờ chỉ có 1.5 triệu này. Đấy, 1.7 triệu, 1.5 triệu ATM, 1.7 triệu card. Nhưng mà các bạn nạp mũ các bạn sẽ được cầm thêm 20% nhé. Đấy, các bạn hãy nhớ cho mình cái điều đấy. Rồi, các bạn hãy nhìn này, đấy. Đây là cái thâu như tất cả đều giảm 50% các bạn nhé. Các bạn hãy nhớ vào đến nick 4, nick 1 triệu bây giờ chỉ còn 450.000 này. Đấy, các bạn hãy nhìn nhé. Và đừng quên rằng hãy vào shop mơsướng.vn để chọn mua nick chính chủ của mình nhé. Không có một web shop khác nào nữa đâu. Các web shop khác đều là lừa đảo, các bạn hãy nhớ mình điều đấy nhé. Ok. Hello hello, xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đã quay lại với channel của chúng ta. Ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn một vị tướng là Zephyr. Zephyr thì đầu tiên chúng ta sẽ nói về chất tướng. Zephyr là một vị tướng gọi là âm trung của đấu sĩ, là một trong những vị tướng tay ngắn và đối đầu với tất cả các vị tướng sát thủ và đấu sĩ rất là tốt. Đặc biệt là đối đầu với Zuka nè, rồi thằng Ngủ Khống chẳng hạn. Đấy, nói chung tất cả các vị tướng tay ngắn còn lại thì đều đối đầu là tốt. Đây, cái phá này, Rio má tóc sọc đây. Thôi, tiếp tục thằng mid ở trước. Rồi, bây ủi con hai thằng. Này, càng thấp máu càng trấu nha. Từ từ chiếu hai hồi máu. Rồi, từ từ hai chiếu một giây. Đôi chưa một sọc hai thân rồi, đẹp như con bẹp luôn, chưa ba hồi. Còn thằng Esu này, Esu hết cho bản nhá. Thằng Esu hết cho bản này, làm cái gì tao hôi máu ạ. À? Ấy làm gì chưa hai đâu. Đấy, ngon lành, vừa ăn được ba mảng các bạn nhá. Zephyr là một vị tướng đối đầu rất là tốt với các vị tướng tay ngắn sát thủ. Nói chung là gặp Flo đến nó thì hơi ngại Flo một chút thôi. Còn các vị tướng tay ngắn khác thì hầu như không sợ các bạn nhá. Bởi vì sao? Bởi vì khi Zephyr càng thấp máu thì nội tài của Zephyr nó càng trâu. Và đặc biệt rằng nói chung kiểu nôm na đang càng tâm dưới một nửa máu ấy, thì các bạn cứ nghĩ là các vị tướng khác các bạn sẽ thua thiệt. Nhưng không, chính ra Zephyr thường outplay các vị tướng khác khi dưới một nửa cái máu. Các bạn hãy nhớ cho mình cái điều đấy nhá, cực kỳ bá chảy bá đạo luôn. Và đặc biệt rằng build đồ của Zephyr các bạn nên nhớ ra, cái Ryu Leviathan là cái build chẩn phải của nó. Đây là một cái build mà sử dụng một vị tướng rất là mạnh. Nói chung là phù hợp cho Zephyr cực kỳ mạnh luôn. Còn lại chúng ta sẽ lên full đam. Cách combo, cách chơi của Zephyr như nào? Chúng ta đã biết rồi. Nói chung chọc chiếu 1, chiếu 2 chỉ là một cái lượng đam. Nói chung là tầm khoảng là một đam phủ thôi, chứ phải gọi là đam chính. Nhưng mà để mà chuẩn chỉ nhất thì chúng ta sẽ dồn chiếu 3. Bởi vì khi chúng ta dùng chiếu 3 xong thì chúng ta sẽ kích hoạt được chiếu 1 chiếu 2 thêm sát thương phép rất là mạnh các bạn nhé. Cho nên rằng chiếu 3 của Zephyr thành bài tại 60% lượng sát thương của Zephyr rồi. Nhưng đương nhiên chiếu 1 chiếu 2 nó mà sánh khi mà Zephyr sánh thì chiếu 1 chiếu 2 nó cũng có thể là lượng đá và đánh thương, nhưng nó sẽ rất lâu. Còn kết liều một đối phương thì hãy cố gắng trúng chiếu 3. Chẳng phá này, đây rồi, sọc với sọc trước. Thằng này còn 2 chiếu lướt, mình sẽ đền chiếu 3 nhé các bạn nhé. Ủa chiếu gì đã chết rồi thằng Ngủ Không, chiếu 3 dính rồi. Chiếu 2 rồi, chiếu 1, một phát chập một đấy, mạnh lắm anh em, cực kỳ mạnh luôn anh em nhé. Đấy mới có một cái phức hợp kiếm anh em ạ, mới có một phức hợp kiếm với một cái Ryu Leviathan thôi. Chưa đâu, mình còn lên cả mình đang lên tín lên gần đánh Fanny các bạn kìa, rất là mạnh các bạn nhé. Zephyr thì mình khuyến khích các bạn chỉ lên đúng một Ryu Leviathan thôi, còn lại các bạn lên full đam cho mình. Tại vì sao như vậy? Bởi vì Zephyr vốn gì nó chỉ chơi đầu và giữa game khá tốt, late game thì nó sẽ không còn cái tác dụng nhiều. Bởi vì vốn gì rằng late game các vị tướng tiếp địch nó sẽ full đô thôi, mà đã full đô thì Zephyr là một vị tướng tay ngắn thôi. Về cái độ tiếp cận của nó thì sẽ không được tốt ở giai đoạn đầu và giữa game. Tận dụng vào đầu và giữa game tiếp địch có đô nhưng mà chưa được mạnh, chưa được kết liễu Zephyr, thì Zephyr chơi đâu giờ game rất tốt. Và chúng ta sẽ dùng Zephyr để snowball trận đấu lăn vào câu tiếp đấy. Cho nên rằng Zephyr thì các bạn chỉ tận dụng đâu giờ game thôi, còn để mà late game thì Zephyr mình đánh giá không cao, không cao các bạn nhá, thực sự là không cao. Bởi vì cái nội tài của Zephyr về late game nó hầu như không còn tác dụng nhiều, bởi vì cái nội tài của nó càng thấp máu thì nó sẽ tăng giáp và tăng cản phép rất là tốt, nhưng nó chỉ hiệu quả ra rửa và đâu ghép. Bởi vì tím địch nó chưa full đô, chưa có thể là có đô xuyến giáp hoặc là đô tính ta ABCG, nhưng chúng ta có thể tận dụng mạnh. Đây các bạn nhắc tánh nhá, Zephyr nó đánh tánh càng tốt mà đánh máu giấy thì càng tốt nữa. Cho nên là một vị tướng nó đây là một vị tướng, cái điểm khó chơi Zephyr là như nào ạ?
đó chính là cái bộ combo của nó. Chiêu 3 nó rất là khó dùng, nó khó dùng hơn các cái vị tướng khác, bởi vì chiêu 3 là kỹ năng định hướng, mà cái kỹ năng định hướng này nó dùng kiểu nhấp như nhớ đắng á. Kiểu cảm giác nó kiểu rất là khó. Đấy, cho nên là chiêu 3 của dây phít rất khó dùng. Còn cách mà dùng combo chuẩn của nó thì có thể là dùng chiêu 1 đứt lên. Đấy, chiêu 2 chết một em, rồi chiêu 1 chọc một phát thì không thể máu đâu nữa luôn. Đấy, chiêu 1 lướt lên để chúng ta đạt cái tâm với của chiêu 3 các bạn nhá. Nôm na đang kích hoạt cái tâm khoảng cách là chiêu 1, chiêu 3. Chiêu 3 xong thì như nào ạ? Các bạn đừng đánh thương. Chiêu 3 các bạn sẽ kích hoạt xong chiêu 2 ngay lập tức. Chiêu 3 kích hoạt ngay chiêu 2 ngay lập tức. Và chiêu 2 này, chiêu 2 các bạn để cho mình nhá. Nếu các bạn để full cái chiêu 2 ấy thì các bạn sẽ bị mất một nhịp và đối phương chạy được. Trong cái thời gian tròn đấy thì chiêu 2 nó ví dụ như nó ra 5 tía thì chúng ta chỉ chơi 4 tía chúng ta sập chiêu 1 luôn. Không được chơi chiêu 2 mắc hết, dùng hết chiêu 2 nhá. Đấy, nếu các bạn dùng hết chiêu 2 thì đối phương sẽ có cơ hội không bị choáng và chạy thoát được. Chiêu 1 thì cái tâm của nó rất là ngắn. Cho nên như hành nhớ cho mình. Chiêu 3 xong, chiêu 2 đến cái nhịp cuối cùng là ngắt nhịp cuối cùng đi và dùng luôn chiêu 1 để đánh thương. Hãy nhớ cho mình điều đấy nhá. Giải phíp. À đấy, bởi vì mình chơi giải phíp khá nhiều và mình để ý rằng nếu mà chúng ta chiêu 3 mà chiêu 2 để luôn mắc tâm ấy thì đối phương có cơ hội chạy thoát. Chẳng hạn những cái pha này ấy, mình biết chắc thằng Ryuma không thể chạy được thì cái việc mình sẽ để full tâm thì nó sẽ ăn được thêm sát thương. Còn lại trong những cái tình huống chúng ta đang còn bị vội vàng thì chúng ta sẽ ngắt một cái nhịp chiêu 2 nhá. Nhớ mấy cái điều đấy nhá. Thì nói chung là 80% sử dụng được rồi. Đây, đây, ôi xời ơi. Hàng thế này thì chơi gì nữa, hiện tại với 13-1. Thực sự nhá, giải fit cái build này các bạn ạ, nó là một vị tướng bất tử luôn. Các bạn chơi rất là khó chết. Khi các bạn lấy được cái Liu Leviathan đấy nhá, mình nói thật, các bạn chết đang còn khó hơn cả ăn hàng. Thật đấy, các bạn lao vào cơ bá đang 4 năng các bạn sẽ biết nó chết rất là khó. Trừ late game mới chấp nhận, late game mới chết khá dễ, những đầu và giữa game nó chết rất khó. Mình nói thật các bạn thử chơi đi, các bạn thử lên cho mình cái Liu Leviathan và lấy một cái dây khẳng phép, nếu tí mình sắt có pháp sư nhiều. Còn không các bạn lên cho mình cái dây ninja chẳng hạn, trời ơi nó chết khổ lắm, không bị dễ đâu các bạn ạ. Đấy, cho nên tận dụng cái đấy đúng. Ôi rồi sọc trật anh em ạ, khổ thế cơ chứ. Đấy, chiêu 3 mà trật thì hầu như chúng ta sẽ không còn được cái lượng sát thương tuyệt đối của nó. Cho nên các bạn hãy cân nhắc cho mình, chiêu 3 là cái điểm mấu chốt của giải fit các bạn nhé. Đấy, nhiều người chơi giải fit di chuyển rất tốt nhưng chiêu 3 xịt thì có như chúng ta không hề có sát thương. Cho nên các bạn hãy cân nhắc rằng chơi giải fit là phải chơi chiêu 3, mà chơi chiêu 3 thì phải là có kỹ năng, mà muốn có kỹ năng thì phải chơi nhiều, chúng ta căn chuẩn cái khoảng cách thì mới chơi chiêu 3 tốt. Ôi, mình không biết có bị dính Covid hay không. Nghe có vẻ toán anh em ạ, nghe lo cực kỳ luôn. Này giờ mà ho thế này thì chết anh em ạ. Nghe có vẻ là rất là nguy hiểm. Rồi đây, Ryoma và thằng ấy nhá. Thằng Esu này, từ lá lên, sạch. Ui dồi ôi, nó chạy hết rồi anh em ơi. Cái phá mình định chơi 3 thằng 4 thằng lên mình đập các bạn ạ. Chứ hàng cái thằng đấy ra đập khi nào mà mình trả đái. Đấy, cho nên là tổng kết clip giấy fit này thì mình chỉ muốn gửi gắm các bạn ngắn gọn thôi. Đó chính là bằng ngập và cách lên đô. Lên đô thì thực sự là giấy fit thì chả mấy ai lên cái kiếm làm gì cả, chả ai lên cái đao đâu. Cho nên các bạn hãy cân nhắc cho mình. Đấy, game này mình lên xe tốc độ đánh bởi vì mình khá xanh thôi. Đấy là kiểu mình chơi kiểu gì. Cho nên mình khuyên các bạn hãy lấy cho mình một cái giấy kiên cường, hai giấy đến giá nhá. Đấy, Real Leviathan và tất cả full đam. Không lên, nói chung lên thủ thì chỉ có late game thôi. Khi các bạn bị chết vài ba mảng late game ấy thì chúng ta sẽ lên đô thủ. Thì giống như giáp vô sinh này hoặc các team địch mà có kiểu sát thương nhiều thì chúng ta sẽ lên khiến. Hoặc là ví dụ có phép nhiều thì chúng ta sẽ lên cái đô khẳng phép. Thì lên 1-2 build đô thủ thôi. Nhưng chủ đạo chúng ta phải để ít nhất 2 build đô, 2 build đô cống ở late game các bạn nhé. Đấy. Còn cách di chuyển của dễ fit thì đơn giản thôi. Chúng ta sẽ như clip hôm qua mình nói ấy, luôn luôn cái mắt để đến bản đồ con. Chúng ta bây giờ chơi gì? Chơi game ấy, chúng ta sẽ để đến bản đồ con khoảng tầm 80% các bạn ạ. Chúng ta chú ý đến bản đồ con 80%, chứ không ai nhìn vào cái màn hình chính trừ khi đánh nhau combat các bạn nhé. Chúng ta chú ý đến bản đồ con, ở đâu có đánh nhau thì chúng ta sẽ di chuyển đến đó. Rất là đơn giản, easy. Không có một đồ di chuyển cụ thể nào hết, nhưng các bạn hãy cân nhắc cho mình điều đấy các bạn nhé. Rồi, cái thằng Esu chạy đâu? Chứ ủi rồi thế này thì thờ hai thằng Esu chết là phải một thằng đâu. Kiếp dính chiêu 3 rồi mà nó sổ thêm chiêu 2 thì cực kỳ đau anh em nhé. Đấy, về cái bộ combo thì có nhiều cái phá combo hối hả ấy, gọi là
nhiều pha combo. À, xong clip này khả năng là vài ngày nữa mới sẽ cho ra các bạn một clip, thứ nhất là clip ghi map này, tiếp theo là sẽ clip bản đồ nhanh nhá. Đây, đây là cái thủ tục bản đồ nhanh mình. Thì để làm như nào thì để clip sau mình nói cho bạn thật là dễ hiểu. Nói chung cái bản đồ của mình ấy là cực kỳ dễ luôn, gọi là quá dễ. Các bạn chỉ cần xem một clip các bạn làm được luôn. Bạn nào chưa biết bản đồ hoặc là không biết bản đồ như nào, chỉ cần có một clip là bản được luôn, cực kỳ dễ. Một cái mèo bản đồ rất là dễ các bạn nhá. Nhưng mà mình để ở clip sau. Và mình nghỉ ly clip để đến kết thúc rồi. Và xin chúc các bạn chơi giấy fit thật tốt. Và hẹn gặp các bạn ở clip sau nhé. Và tất cả bạn em mài, yêu bye bye. What's up?